rồi đấy nhỉ, kháng chiến 3.000 ngày không nghỉ,
bắp chân đầu gối vẫn săn gân. Và những bắp chân đầu gối vẫn săn gân ấy không một ngày ngơi nghỉ, họ lại lên đường nam tiến, đến nơi của kháng chiến, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai, để rồi gần 30 năm đấu tranh gian khổ, đổ máu hy sinh, đất nước được độc lập tự do. Và cũng chính cái mùa xuân tuyệt vời ấy, nhạc sĩ Hoàng Hà đã cho ra đời ca khúc Đất nước chọn niềm vui. Và hôm nay, trong ngày vui này, nam ca sĩ Kiều Hương xin phép được gửi tới quý vị ca khúc tuyệt vời này, một trong bàn tay thật lớn về sân khấu để chúng ta đến với Đất nước chọn niềm vui.